Bạn đang loay hoay đi tìm dòng kem chống nắng phù hợp với làn da của mình. Vậy bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy đến với sản phẩm kem chống nắng Isali của tập đoàn Isali Group. Với dòng kem chống nắng Isali tế bào gốc Isan Luxury có chỉ số SPF 60 cộng và PA 3 cộng, bạn có thể yên tâm chăm sóc làn da của mình một cách hoàn hảo nhất. Với công thức tiên tiến và các thành phần từ thảo dược thiên nhiên như tế bào gốc thực vật, nhị hoa nghệ tây, chiết xuất cây phỉ, chiết xuất cây nhân sâm, cây lô hội, kem chống nắng Isali tế bào gốc Isan Luxury có khả năng bảo vệ tối ưu khỏi tia UVA 1, UVA 2 và UVB, ngăn ngừa nám tàn nhang và bụi bẩn, nếp nhăn, do nắng. Không những thế, kem chống nắng Isan Luxury còn giúp trắng da, nâng tông, kiểm soát dầu, hạn chế bã nhờn, tiết da đáng kể. Với kết cấu dạng lớp tông chứa các hạt phân tử siêu nhỏ, kem chống nắng Isan Luxury dễ dàng thẩm thấu nhanh, đem lại cảm giác dịu nhẹ, thoáng mịn, không giòn rít, không vón cục. Đặc biệt, sản phẩm có thể sử dụng như một lớp trang điểm mỏng, nhẹ, tự nhiên phù hợp với nhiều màu da. Với kem chống nắng Isan Luxury, bạn có thể yên tâm vui chơi, đi lại và tham gia các hoạt động ngoài trời mà không cần phải lo lắng về làn da của mình. Bạn còn chần gì nữa, hãy iBook cho tôi để tôi có thể tư vấn cho bạn về kem chống nắng. Hãy iBook cho tôi để tôi có thể tư vấn.